Xin chào quý vị đến với chương trình Facebook Live của BBC Tiếng Việt. Bình Khuê hiện nay đang đứng ở Berlin. Bây giờ là 12 giờ trưa, hơn 12 giờ trưa rồi và Bình Khuê đang đứng cạnh nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng. Và chúng tôi đang đứng ở phía ngoài tòa án, tòa thượng thẩm Berlin và anh Lê Mạnh Hùng sẽ có những thông tin rất là thú vị gửi tới cho quý vị. Dạ thưa anh, thì được biết là ngày sáng ngày hôm nay thì anh đã vào trong một cái phòng xử án ở trong tòa nhà này. Thì anh có thể mô tả cho khán thính giả của BBC Tiếng Việt biết là chuyện gì đã xảy ra ở đây trong ngày hôm nay không ạ? Vâng, thưa các quý vị khán thính giả của đài, hôm nay buổi thứ ba trong cái phiên xử nghi can tham gia vụ bắt cóc chị Xuân Thanh ở Berlin thì có những tình tiết rất là mới, rất là đáng chú ý. Đó là sự xuất hiện của một nhân chứng, đó chính là bà Nga, là vợ của Trịnh Xuân Thanh. Thì bà Nga hôm nay xuất hiện tại tòa trong một cái tình huống là an ninh thắt chặt. Có thể nói là các an ninh hôm nay làm việc rất là căng thẳng. Thì bà Nga xuất hiện tại tòa với một cái miếng giấy che mặt, không cho những người đi dự phiên tòa chúng tôi nhìn thấy mặt. Thế thì nội dung trao đổi giữa bà thẩm phán và bà Nga rất là dài và rất là chi tiết. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi chú ý nhất là khi trả lời câu hỏi của bà thẩm phán rằng là bà hãy thuật lại những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 23 tháng 7 năm 2017, thì bà Nga đã thuật lại rất nhiều chi tiết đáng chú ý. Thì tôi xin thuật lại những cái gì mà chúng tôi nghe được. Cũng xin nói trước là bởi vì cái buổi này tòa rất là nghiêm ngặt, chúng tôi phải rất là chăm chú lắng nghe và cái phương tiện để mà ghi gần không có. Thành ra những cái điều chúng tôi nói ở đây là có tính chất là để thông tin lại cho tham khảo. Trước khi anh nói chi tiết hơn thì anh có thể giải thích cho quý vị thính giả của BBC Tiếng Việt là tại sao tòa lại hỏi về cái thời điểm từ ngày 18 cho tới ngày 23 tháng 7 năm 2017 không ạ? Bởi vì liên quan đến những cái gì mà hai vợ chồng còn liên lạc với nhau cho đến khi mà ông Thanh tạm gọi là bị bắt cóc mà không liên lạc với nhau. Tức là cái ngày 23 tháng 7 là ngày mà phía Đức nói là ông Thanh đã bị phía một bộ phận của cơ quan an ninh Việt Nam là bắt cóc phải không ạ? Những ngày cuối cùng mà hai vợ chồng còn có liên lạc với nhau. Dạ. Thế thì bà Nga có thuật lại là như thế này, tức là vào chiều 19 tháng 7 thì ông Thanh có nói bà Nga là hãy chở ông Thanh tới cái địa chỉ một nơi gọi là trung tâm tiếp nhận tị nạn. Ông Thanh phải ở đó và để chuẩn bị cho cái khâu thủ tục đi thẩm vấn cho thủ tục xin tị nạn. Thế thì bà Nga đã chở ông Thanh tới đó. Thế và có hẹn nhau là sáng 21 tháng 7 thì lại đón ông Thanh trở về. Thế thì đúng như hẹn thì 21 tháng 7 thì có đón ông Thanh trở về nhà. Thì có ăn trưa với nhau và sau đó thì 4 giờ chiều thì lại đưa ông Thanh trở lại trại tị nạn. Tức là 4 giờ chiều của ngày 21 phải không ạ? Vâng, 4 giờ chiều của ngày 21, 21 tháng 7. Dạ vâng, và sau đó thì anh vừa mới nói là tòa có hỏi cái thời điểm đến ngày 23 tháng 7. Thế vì bà Nga, bà mà người anh nói là nhân chứng là vợ của ông Trịnh Xuân Thanh đó, thì có khai tiếp chi tiết gì từ ngày 21 tháng 7 cho tới ngày 23 tháng 7 không ạ? Rất tiếc là bà Nga không có nói gì đến cái khoảng thời gian từ cái lúc mà đón ông Thanh trở về nhà đấy, tức là sáng 21 tháng 7 cho tới sáng 23 tháng 7. Thế thì bà chỉ nói rằng là sáng 23 tháng 7 vào khoảng độ 9 rưỡi sáng thì ông Thanh có gọi điện về nhà cho vợ. Thế thì bà Nga cầm máy thì hai vợ chồng có nói chuyện với nhau. Thì nội dung tòa hỏi thì bà chỉ nói là chỉ có nói chuyện về gia đình, về con cái thôi. Thế thì sau đó là cúp máy. Nhưng một phút sau đó thì ông Thanh lại gọi tiếp cho con gái của hai vợ chồng là một cô gái 5 tuổi. Thế thì nội dung trao đổi bố con ra làm sao thì mặc dù bà Nga đứng ở phía sau nhưng bà cũng không để ý và không có nghe. Thế thì và đến sáng 24 thì bà mới nhận được điện thoại của luật sư và phiên dịch nói cho bà biết là theo đúng hẹn thì lẽ ra là ông Thanh phải có mặt ở cái nơi mà thẩm vấn đấy, thế nhưng mà không thấy ông Thanh xuất hiện. Thế thì chính vì cái sự không xuất hiện đó, lo lắng như vậy, thành ra là bà Nga cũng đã gọi điện rất nhiều lần cho chồng của bà. Nhưng mà máy có đổ chuông nhưng mà không có ai nhấc máy cả. Dạ vâng, thích sau khi mà bà ấy nói là bà ấy gọi điện cho máy của ông chồng mà không có tín hiệu, không người trả lời. Và theo hẹn thì như bà luật sư nói là bà cũng không thấy ông Thanh tới, thì bà Nga có làm cái việc gì khác hay có một cái hành động gì khác để tìm kiếm ông chồng mình không ạ? Hay là khi nào thì bà có thông tin gì về ông chồng của mình ạ? Vâng, thì bà Trần Anh có hỏi là vậy thì trong thời gian đó tại sao chị không báo cảnh sát hay làm cái thủ tục gọi là báo người mất tích? Thì bà nói là bà không làm chuyện đó mà chỉ có lo lắng chờ đợi thôi. Cho đến ngày hôm sau bà nói khi mà Trần Anh hỏi vậy khi nào thì bà biết chắc chắn đây là một vụ bắt cóc, một chồng bà là nạn nhân, thì bà nói là ngày 25 tháng 7.
đấy, đến tận ngày 25 tháng 7 thì bên cảnh sát hình sự của Berlin đấy, có gặp gỡ bà ấy và có thông báo bà biết là có một vụ bắt cóc như thế và có nhiều khả năng chồng bà chính là nạn nhân. Đấy, thì lúc đó thì bà ấy mới được biết, và đồng thời thì tiếp sau đó thì bà mới thông qua báo chí truyền thông thì mới biết là chính xác là chồng mình gặp nạn. Thế vậy thì bà đã đến ngay luật sư là bà Schlagenhauf và cùng bà luật sư thảo ra những cái nó gọi là báo cảnh sát và đồng thời làm cái việc là tố cáo. Dạ vâng, thì vừa rồi lại rất là cảm ơn anh đã mô tả cho khán thính giả của BBC biết về cái thời điểm từ ngày 19 cho tới ngày 23, tức là cái ngày mà ông Thanh được cho là bị bắt cóc đấy. Thế thì ngoài những cái thời gian đó ra thì trong cái phiên thẩm vấn sáng ngày hôm nay thì tòa và bà thẩm phán có hỏi bà Nga thêm về những chi tiết gì khác ở những thời điểm trước hoặc là sau cái khoảng thời gian đó không ạ? Vâng, bà thẩm phán hỏi rất nhiều và rất quan tâm đến cái mối quan hệ xung quanh ông Trịnh Xuân Thanh, cái điều gì mà bà Nga biết. Thì bà Nga có kể rất nhiều chuyện nhưng mà có một vài chi tiết rất đáng chú ý. Ví dụ bà Nga kể rằng là khoảng 10 ngày trước đó thì tức là 10 ngày trước khi trước ông ngày, bị bắt hay là bị bắt cóc hay là khi ông nào? Nghĩ là 10 ngày trước cái thời điểm mà ông nói với vợ là đưa ông đi đến trại tị nạn. Dạ vâng. Tôi phán đoán cái thời gian này có thể không thật chính xác lắm, nhưng mà khoảng 10 ngày trước đó thì có cái vụ việc là hai vợ chồng của bà đi chơi golf. Thế nhưng mà như bà thuật lại trước đó là ông bà cũng đã tìm hiểu rất kỹ rằng sân golf đó là không bao giờ có chuyện người Việt Nam đến chơi một buổi hôm đó. Nhưng khi tới nơi thì ông bà đã rất là ngạc nhiên là khi thấy xuất hiện có một nhóm người Việt Nam từng độ 6 đến 10 người gì đó như bà kể tương đối như vậy. Thế thì cái số người này thì trong lúc check in vào chơi golf thì rất là trái thông lệ, người thì gọi điện thoại, người thì sử dụng iPad, người thì chuẩn bị các việc khác. Thì bà ấy nói rằng là ông chồng bà, hai vợ chồng ông Thanh và bà vợ đều trao đổi với nhau. Ông Thanh nói là những người này trông rất giống với những nhân viên của Tổng cục 2. Thế và đặc biệt trong nhưng mà nếu mà bà Nga bà khai trước tòa là Tổng cục 2 thì liệu là các bên thẩm phán rồi những người ngồi dự người ta có hiểu Tổng cục 2 là gì không ạ? Vâng, chính lúc đó thì bà thẩm phán cũng có hỏi Tổng cục 2 là gì, thì bà Nga có giải thích rất rõ đấy là bên an ninh của quân đội. Vâng, thế thì ngoài ra bà Nga cũng nói thêm một chi tiết là nhờ cái việc bà thường xuyên đọc cái trang thời báo.de, còn nói về cái chuyện là có một cái vụ đe dọa nhà báo ở thời báo.de thì bà cũng thấy có một người có dáng dấp và kiểu tóc nọ kia là giống cái người bà đã từng đe dọa cái người làm báo của thời báo.de. Đấy, thế thì một vài chi tiết đó theo tôi là rất quan trọng. Vâng, thế còn ngoài ra các mối quan hệ khác của ông Thanh thì cũng được bà thẩm phán hỏi rất là nhiều. Dạ vâng, thế ngoài những cái người mà bà ấy nói là đến gặp ở cái khu vực chơi golf vào ngày khoảng chừng 10 ngày trước khi mà có cái sự cố xảy ra với gia đình bà ấy, thì tòa có hỏi hay là bà ấy có nhắc đến một cái tên người Việt nào khác hay là có một cái mối lo ngại nào khác từ phía ông Thanh hoặc từ phía gia đình bà ấy không ạ, trong thời gian trước khi mà ông Thanh bị coi là bị bắt cóc ạ? Vâng, ở đây chúng tôi thấy xuất hiện hai cái tên, một cái tên thì tương đối quen thuộc, còn một cái tên thì chúng tôi còn chưa xác định chính xác là ai. Thì khi được tòa hỏi rằng cái mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh thì bà Nga có nói là có một người rất là thân thiết, rất là tin cậy đối với ông Thanh mà chỉ có nói tên họ thôi, đó là ông Vũ. Đấy, ông Vũ theo chúng tôi hiểu nếu cách gọi ở Đức này có nghĩa là hỏi tên họ. Đấy. Thì ông Vũ này bà Nga nói là vừa là người có họ hàng xa thông gia gì đó và đồng thời là một người mà ông Thanh rất là tin cậy. Thế thì ông Vũ này cũng rất là hay trao đổi và gặp vỡ và rủ ông Thanh đi chơi golf. Thế thì đặc biệt có một lần ông Vũ mới rủ ông Thanh đi chơi golf và nói rằng trong buổi hôm đó có sự xuất hiện của một nhân vật khác tên là ông Oai. Thế thì ông Oai này theo như bà Nga mô tả thì là một người từ bên Praha sang. Ông Oai được coi như là một soái ca ở bên Praha, có rất là giàu có, rất là có thế lực. Và đặc biệt ông Oai này lại là từng là một sĩ quan an ninh ngày xưa và hiện có quan hệ rất là tốt với một cán bộ cao cấp của ngành an ninh Việt Nam. Dạ thưa anh, thì theo như tôi nhớ không nhầm thì là trong cái phiên xử đầu tiên, cái phiên khai mạc ấy, thì dường như là bên phía công tố cũng có nêu lên một số người Việt và hình như là trong đó cũng có nhắc tên một người nào đó từ Praha tên là Oai phải không ạ? Thì liệu là cái việc này có được hỏi ngày hôm nay không hay chỉ là phía bà Nga kể thôi ạ?
Vâng, hôm nay chúng tôi mới nghe bà Nga thuật lại như thế. Thế còn cái việc xác định đấy có phải là ông Oai trong danh sách những người đã tham gia cái vụ bắt cóc không? Ông Oai chính là ông chú của Nguyễn Hải Long hôm nay đang ngồi trong cái phòng kính của tòa ấy. Thì cái việc đó chiều nay có lẽ chúng ta sẽ được làm rõ hơn, bởi vì là chiều nay phiên tòa sẽ tiếp tục. Nhưng mà rất tiếc là cái phần thẩm vấn của bà Nga thì đến đây tạm dừng, mà bà Nga sẽ được tiếp tục thẩm vấn vào một buổi tòa khác. Dạ vâng, và xin hỏi anh một câu cuối cùng là không biết là ngoài cái thời điểm vào năm 2017 khi mà ông trước và trong khoảng thời gian mà ông Thanh bị coi là bắt cóc đó, thì tòa có hỏi bà Nga thêm thông tin gì về cái việc là cái thời điểm nào mà bà Nga hay là gia đình ông Thanh tới Đức hay là định cư hay ở Đức hay là sống như thế nào không? Bởi vì bây giờ theo như, có vẻ như là bà Nga vẫn đang ở Đức phải không ạ? Vâng, thì cái phần khai thì bà nói rằng là hiện giờ bà đang sống ở Berlin cùng với các con. Thế thì cái phần đầu thẩm vấn thì tôi để ý thấy là bà thẩm phán hỏi rất là kỹ. Thì bà Nga cũng nói rằng là trước đó khi còn ở Việt Nam thì vợ chồng bà đã có sự bàn bạc với nhau và đã có sự lo ngại rằng là sẽ gặp vấn đề. Thành ra là quyết định là đi ra nước ngoài. Thế bằng cách là ba mẹ con của bà đi trước rồi sau đó ông Thanh đi sau. Thế thì bà Nga cùng với ba người con đã sang Berlin trước. Nhưng sau đó có một cậu con trai vì thế nào đó lại quay trở về Việt Nam, rồi sau đó lại quay trở lại Đức lần nữa. Đấy. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là bà nói là do lý do sợ về an ninh. Thành ra là bà ấy, thứ nhất là bà ấy đăng ký chỗ ở thành rất là nhiều nơi. Cụ thể có hai cái chỗ mà lúc đầu bà khai cảnh sát rằng là thường xuyên di chuyển giữa hai địa điểm khác nhau. Thì tòa hôm nay cũng hỏi rất là rõ là vậy cụ thể thì sống ở chỗ nào và chỗ nào là chỗ chỉ đi lại thôi. Đấy, thì đấy là cái phần khai, mà theo tôi cái phần này là cái phần mà chính luật sư của bà Nga cũng phải tham vấn cho bà rất là nhiều. Tôi thấy dừng lại trao đổi rất nhiều lần về chi tiết này. Dạ vâng, và xin anh, lúc nãy anh có thể anh có nói là cái việc vào phiên tòa ngày hôm nay thì có vẻ như là rất là gắt gao, kiểm tra rất là kỹ. Thì trước khi mà bà Nga xuất hiện thì anh có thể mô tả lại cho khán thính giả của BBC biết một chút là những cái sự kiện gì đã xảy ra trước khi bà Nga vào ạ? Có bà là người đầu tiên xuất hiện trong phiên tòa ngày hôm nay hay là đã có những cái gì khác xảy ra trước đó không ạ? Nếu mà so sánh với ba cái buổi trước ấy, thì hai buổi trước tôi thấy là nó hôm nay có một sự đặc biệt ở chỗ là bên an ninh kiểm tra gắt gao hơn. Ví dụ như phiên tòa hôm trước vào ngày 25 chúng tôi vào còn được phép mang theo bút bi vào, nhưng hôm nay là tuyệt đối bút bi cũng được không được phép mang, mà họ sẽ phát chúng tôi mỗi người một bút chì để viết. Hai nữa là các sĩ quan bảo vệ, các nhân viên của tư pháp bảo vệ như là bữa trước ở đây tôi thấy chỉ có mặc đồng phục thôi, nhưng mà hôm nay họ mặc cả áo giáp chống đạn. Thế và khi đưa bà Nga từ dưới cái đường hầm đi lên phòng xử án ấy, thì họ như là người đi trước người đi sau và họ phân công chỗ đứng và cái chỗ quan sát rất là chặt chẽ. Thì tôi cho là cái việc này là việc bảo vệ nhân chứng được đề cao, mà cũng cho thấy cái mức độ nghiêm trọng của cái vụ án này. Thế và bà Nga xuất hiện ở tại tòa như đã nói là bà đã che mặt để không cho những người tham dự phiên tòa chúng tôi nhận ra bà là ai. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ thưa quý vị, thì vừa rồi chúng ta đã nghe anh Lê Mạnh Hùng, nhà báo tự do ở Berlin, người đã có mặt ở trong cái tòa nhà ngày hôm nay, nơi mà đang xảy ra phiên xử nghi phạm vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo như tuyên bố của phía công tố Đức. Và hôm nay là mình quay xin nhắc lại là hôm nay là ngày thứ 3 phiên xử của vụ án này. Phiên xử đầu tiên thì đã khai mạc vào hôm 24 tháng 4, phải không anh? 24 tháng 4. Và theo như lịch trình nói thì là cái phiên tòa này sẽ được kéo dài trong 21 ngày không liên tục, kể từ cuối tháng 4 cho tới cuối tháng 8. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là chiều ngày hôm nay hoặc là trong những ngày tiếp theo thì có những chi tiết nào nó bất ngờ, nó nằm ngoài dự kiến, nằm ngoài dự đoán của mọi người hay không. Và bây giờ thì rất là cảm ơn anh Lê Mạnh Hùng đã dành thời gian bữa trưa của anh cho khán giả của đài BBC tiếng Việt. Xin cảm ơn anh và xin chào mọi người. Tôi xin bổ sung thêm, tức là chúng tôi cũng giống các vị đang rất là tò mò với một cái nhân vật tên là Vũ, mà chúng tôi hy vọng là chiều nay sẽ có lời giải đáp là người tên là Vũ là ai, và cũng rất mong các quý vị sẽ cùng chúng tôi theo dõi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin chào mọi người. Ui giời, 1.001 người xem. Ôi.